Tiêu Vân một mặt âm trầm nhìn xem Đạo Phượng Phượng. Hắn biết mình nếu như tùy ý đối phương bài bố, không những cứu không được linh kiếm phái đám người, chính hắn cũng vô cùng có khả năng bị từng bước một đẩy vào tuyệt cảnh. Bởi vậy, Tiêu Vân cũng không có nghe Đạo Phượng Phượng lời nói cười y phục xuống. Hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng cùng Đạo Phượng Phượng bàn điều kiện. Bỗng nhiên chỉ thấy Đạo Phượng Phượng một tay vừa dùng lực. Vô Trần Phong cổ thạch trưởng lão cổ lập tức bị bẻ gãy. Đạo Phượng Phượng tựa như là ném chó chết một dạng tiện tay đem cổ thạch trưởng lão thi thể từ giữa không trung ném xuống. Nhìn bộ dáng của nàng, cảm giác nàng giết không phải vô trần phong thủ tọa, mà là tùy tiện nghiền chết một con kiến. Đồng dạng bị Đạo Phượng Phượng chế trụ vong trần trưởng muôn tận mắt nhìn thấy sư đệ chết thảm đau suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Hắn muốn theo Đạo Phượng Phượng liều mạng, đáng tiếc Nguyên Anh đã hủy tu vi 10 không còn một. Hắn lúc này ở đâu là Đạo Phượng Phượng đối thủ? Chỉ cần hắn dám loạn động một chút đạo phượng phượng liền có thể giống như là giết chết cổ thạch một dạng tùy tiện vặn gãy cổ của hắn vong trần mắt nhắm lại hai hàng huyết lệ thuận hốc mắt chảy xuống trong lòng bi thống chi tình không lời nào có thể diễn tả được đồng dạng trừ tạ kinh phong hôn mê bất tỉnh bên ngoài cách đó không xa tần vũ dương tĩnh chân sư thái nhìn thấy sư đệ của mình chết thảm tại đạo phượng phượng trong tay hai người một dạng đau lòng muốn chết nếu như không phải lúc này không cách nào động đậy bọn hắn nhất định phải cùng cái kia đạo phượng phượng đánh nhau chết sống hai người đều là lệ rơi đầy mặt im ắng thút thít trọng thiên viêm cùng thẩm phi hà hai người mặc dù trong lòng bi thống nhưng lại không bằng tần vũ dương bọn người khác sâu mà thôi thẩm phi hà hiện tại mới ý thức tới linh kiếm phái hiện tại đến cùng ở vào như thế nào hoàn cảnh hiểm nguy tiêu vân tuy nói cùng linh kiếm phái không có quá thâm hậu tình cảm có thể trơ mắt nhìn cổ thạch thủ tọa chết thảm ở trước mắt tiêu vân cũng là lên cơn giận dữ dưới cơn thịnh nộ tiêu vân lập tức thi triển chấn hải ngục thần thông xôi trào mãnh liệt linh lực từ tiêu vân thể nội tràn ra trong nháy mắt tuôn hướng đạo phượng phượng bọn người ngay tại tiêu vân coi là đám người toàn bộ chấn trụ muốn xuất thủ cứu người thời điểm đạo phượng phượng bỗng nhiên cười ha hả tiến lên một bước nàng đưa tay tại vong trần trưởng môn trên cổ nhéo nhéo vị tiểu ca này ngươi cần phải suy nghĩ kỹ ngươi nếu là dám động một cái cái mạng nhỏ của hắn liền không có bị đạo phượng phượng nắm cái cổ vong trần chân nhân sắc mặt lập tức biến hết sức khó coi cứ việc vong trần trưởng môn cực lực khống chế chính mình nhưng là hắn ngũ quan vẫn là vặn vẹo ở cùng nhau, con mắt hướng ra phía ngoài lồi ra. Chỉ cần đạo phượng phượng lại hơi dùng một chút xíu lực, vong trần sợ là phải lập tức tắt thở. Đang chuẩn bị động thủ cứu người tiêu vân bỗng nhiên giật mình tại nguyên chỗ. Hắn một mặt không thể tin nhìn xem cái kia mập lùn nữ nhân. Chuyện gì xảy ra? Nữ nhân này vậy mà không nhận chính mình chấn hải ngục thần thông ảnh hưởng. Đạo phượng phượng cười tủm tỉm nhìn xem tiêu vân nói. Muốn cá chết lưới rách sao? Vậy thì tới đi, nhìn xem là của ngươi kiếm nhanh, vẫn là của ta nhanh tay. Lúc này đạo hoàn chân bỗng nhiên hạ lệnh, thiên tông đệ tử nghe lệnh. Tiêu Vân Nhược là dám loạn động một chút, tất cả mọi người lập tức xông vào linh kiếm phái, giết sạch tất cả linh kiếm phái đệ tử. Nghe được đạo hoàn chân cùng đạo phượng phượng lời nói sau, Tiêu Vân quả nhiên không dám lộn xộn. Đúng lúc này, còn có thể ngôn ngữ nhan thanh huệ lập tức cất tiếng đau buồn hồ lớn. Tiêu Vân, đừng nghe bọn họ. Giết sạch bọn hắn, thay chúng ta báo chữ cừu còn chưa nói ra miệng đạo phượng phượng bỗng nhiên vung tay lên một thanh linh lực ngưng tụ trường kiếm hướng phía nhan thanh huệ đầu lâu gọt đi thiên tông bí truyền thần thông thiên kiếm tiêu vân con ngươi bỗng nhiên co vào hắn tức giận quát ngươi dám đạo phượng phượng căn bản không quan tâm tiêu vân uy hiếp bởi vì nàng không sợ chết trong lòng của nàng sớm đã bị các loại dục vọng lấp đầy những dục vọng này có chính diện cũng có mặt trái nhưng vô luận là chính diện dục vọng hay là mặt trái cảm xúc đều sẽ nhường đường phượng phượng đạt được thỏa mãn. Phẫn nộ, bi thương, sợ hãi, kiềm chế. Những tâm tình này đều có thể làm đạo phượng phượng càng điên cuồng lên. Ngay tại đạo phượng phượng thiên kiếm sắp chém chúng nhan thanh huệ thời điểm. Một đạo ngưng thực linh hoàn từ đằng xa kích xạ mà đến, công bằng đâm vào đạo phượng phượng thiên kiếm phía trên. Đạo phượng phượng thi triển thiên kiếm lập tức bị đạo này linh hoàn đánh nát. Đạo phượng phượng giận tím mặt, hướng phía linh hoàn phóng tới phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy ôn bất phàm thần thái tiêu sái, ngự phong mà đứng ôn bất phàm vừa cười vừa nói các ngươi thiên tông giết linh kiếm phái bất luận kẻ nào ta đều mặc kệ nhưng là động nàng không thể được nhìn thấy cử chỉ tiêu sái tướng mạo tuấn lãng ôn bất phàm sau nói phượng phượng không khỏi lòng sinh vui vẻ trong lòng nguyên thủy nhất dục vọng lập tức bốc cháy lên có thể ôn bất phàm vì cứu nhan thanh huệ vậy mà đối với nàng động thủ lại làm cho nàng ghen ghét tức giận muốn nổi điên hai loại phức tạp cảm xúc không ngừng đánh thẳng vào đạo phượng phượng thể xác tinh thần nàng bỗng nhiên cười ha ha một tiếng quay đầu nhìn về phía đạo hoàn chân đồng thời duỗi ra mập mạp cánh tay một chỉ ôn bất phàm nói ca nam nhân này ta thích sau đó nàng lại một chỉ nhan thanh huệ nói nữ nhân này phải chết ta muốn hung hăng tra tấn nàng đạo hoàn chân còn chưa chờ trả lời tiêu vân trầm giọng quát các ngươi thiên tông nếu như còn dám thương trong bọn họ bất kỳ một người nào ta tiêu vân cam đoan các ngươi tất cả mọi người một cái cũng đừng hòng còn sống rời đi linh kiếm phái tiêu vân vừa mới dứt lời đạo phượng phượng lơ đễnh cười nói u tiểu ca ngươi là đang uy hiếp ta sao tiêu vân trầm mặt âm thanh lạnh lùng nói đây không phải uy hiếp đây là nhắc nhở lúc nói lời này tiêu vân rõ ràng trên khí thế cũng đã thua loại thời điểm này liều không phải tu vi mà là tâm ngoan tiêu vân cũng không phải là loại kia tâm ngoan người cho nên hắn thỏa hiệp hắn làm không được trơ mắt nhìn vong trần trưởng môn chết tại nữ nhân béo này trong tay càng không có nắm chắc cứu tất cả mọi người. Thiên Tông tới vài trăm người, nếu như những người này thật xông vào linh kiếm phái đại sát một trận, linh kiếm phái không biết còn muốn tử thương bao nhiêu vô tội đệ tử. Đạo Phượng Phượng cảm nhận được Tiêu Vân trong lời nói lùi bước, càng là rất là đắc ý. Nàng cười ha ha một tiếng nói, tiểu ca, ta tại cuối cùng nói một lần. Đen ngươi cởi quần áo. Tiêu Vân trầm mặt cam tức nhìn Đạo Phượng Phượng. Bộ ngực của hắn có chút chập trùng, nhìn ra được Tiêu Vân đã phẫn nộ tới cực điểm có thể tiêu vân hiện tại trừ sinh khí bên ngoài không có bất kỳ biện pháp nào từ đạo phượng phượng trong tay cứu vong trần trưởng môn mặc dù hắn hận không thể một kiếm giết trước mắt cái kia béo thành sơn giống như nữ nhân nhưng hắn hiện tại không thể không nghe đạo phượng phượng lời nói trừ phi hắn có thể hung ác quyết tâm mặc kệ vong trần trưởng môn còn có những người khác chết sống tiêu vân hung ác không xuống tâm đành phải chậm rãi đem áo cười ra một cái gần như hoàn mỹ nam tính thân thể hiện ra ở trước mặt mọi người vai rộng bàng hình khối cơ ngực cùng cơ bụng cái này gần như hoàn mỹ cơ bắp đường cong đừng nói là đạo phượng phượng sau khi xem chịu không được liên liên tại trận tu sĩ khác bọn họ nhìn thấy tiêu vân bộ thân thể này sau cũng nhịn không được toát ra ánh mắt hầm mộ tuy nói tu sĩ đạt tới bọn hắn cảnh giới này nhục thân cũng sẽ không quá kém có thể giống tiêu vân nhìn như vậy đứng lên thân thể hoàn mỹ như vậy bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp đạo phượng phượng hai mắt tỏa ánh sáng nàng nhịn không được nuốt nước miếng một cái lớn tiếng nói đen ngươi quần cũng thoát Tiêu Vân cho tới bây giờ không có nhận qua bực này Vũ nhục, để hắn trước mặt mọi người cởi quần, vậy còn không như trực tiếp giết hắn. Tiêu Vân trầm mặt, cắn răng nói, không cần được voi đòi tiên. Thả bọn hắn, ta để cho các ngươi rời đi nơi này. Đạo Phượng Phượng lúc này đầy đầu nghĩ đều là Tiêu Vân thân thể. Nàng đã triệt để đã mất đi tỉnh táo phán đoán. Đạo Phượng Phượng ngân cười nói, ngươi không có tư cách cùng ta nói điều kiện, cởi nhanh một chút. Nói chuyện đồng thời Đạo Phượng Phượng trong tay không khỏi có chút dùng sức. Vong Trần chân nhân biểu lộ lập tức trở nên cực kỳ thống khổ. Nhưng dù cho như thế, vong Trần trong ánh mắt cũng không có bất luận cái gì cầu khẩn ý tứ, ngược lại tràn đầy kiên định. Hắn thậm chí hy vọng Đạo Phượng Phượng có thể thật giết chết chính mình. Dạng này, Tiêu Vân liền không có cố kỵ. Ở Trần Tiêu Vân ngực cơ bắp có chút co rúm. Hiển nhiên hắn đã phẫn nộ tới cực điểm. Hiện tại Tiêu Vân chỉ có thể ở tôn nghiêm của mình còn có vong Trần trưởng môn sinh mệnh ở giữa tiến hành lựa chọn nếu như là tiêu vân dựa theo đạo phượng phượng nói cởi quần ra bọn hắn liền có thể thả vong trần trường môn tiêu vân tuyệt đối sẽ không có bất kỳ do dự sở dĩ khó mà lựa chọn cũng là bởi vì cho dù tiêu vân dựa theo đạo phượng phượng nói làm đạo phượng phượng vẫn là có khả năng tiếp tục uy hiếp hắn tâm lý của mình phòng tuyến sẽ từng bước một bị bọn hắn phá hủy đến lúc đó đạo phượng phượng đưa ra để hắn giao ra chảm long kiếm hoặc là đưa ra tự đoạn một tay yêu cầu hắn là đáp ứng hay là không đáp ứng Tiêu Vân cơ hồ là từ trong hàm răng phun ra một câu. Ta thoát các ngươi chẳng lẽ liền sẽ thả người sao? Đạo Phượng Phượng cười rạng rỡ, trên mặt thịt mỡ không nổi run lên nói. Vậy phải xem tâm tình của ta. Đạo Phượng Phượng đang khi nói chuyện, một đôi tặc nhãn không được tại Tiêu Vân trên thân thể ngắm loạn. Hiển nhiên đã bị Tiêu Vân thân thể cho mê hoặc. Nhưng mà Đạo Phượng Phượng câu nói này lại là giúp Tiêu Vân hạ quyết tâm. Hắn đã quyết định tốt, không hề bị bọn hắn áp chế. Không phải Tiêu Vân tâm ngoan, mà là hắn càng là để ý trưởng môn chân nhân đám người tính mệnh liên càng cứu không được bọn hắn loại thời điểm này liền không thể tùy ý thiên tông người bài bố nếu không chẳng những cứu không được trưởng môn chân nhân sẽ còn đem chính mình hố đi vào đây là tiêu vân kiếp trước nhìn qua vô số kịch truyền hình tổng kết ra kinh nghiệm nếu như trưởng môn chân nhân cùng tĩnh chân sư thái bọn người thật bị thiên tông giết như vậy tiêu vân tuyệt đối sẽ vì bọn họ báo thù để thiên tông từ đông thần châu triệt để xóa tên hạ quyết tâm đằng sau Tiêu Vân hướng về phía vong trần chân nhân bọn người lớn tiếng nói, trưởng môn, sư tôn, các vị các sư bá. Tha thứ đệ tử vô năng, không có cách nào cứu các người. Nếu như đệ tử mọi chuyện đều theo bọn hắn lời nói, chỉ sợ không những cứu không được các ngươi, ngược lại làm hại linh kiếm phái máu chảy thành sông. Đệ tử mặc dù không thể cứu tính mạng các ngươi, nhưng là có thể tự tay giúp các ngươi báo thủ. Hôm nay các ngươi nếu như thảm tao thiên tông độc thủ, còn xin trên trời có linh thiêng đừng tán nhìn đệ tử như thế nào giúp các ngươi báo thù rửa hận mọi thứ đến linh kiếm phái người nháo sự đệ tử một cái cũng sẽ không bỏ qua tiêu vân lời nói chữ chữ rõ ràng truyền vào trong tai của mọi người hắn chẳng những là nói cho linh kiếm phái đám người nghe đồng thời cũng là nói cho thiên tông người nghe coi như đạo phượng phượng không sợ chết tiêu vân cũng không tin thiên tông những người khác cùng đạo phượng phượng một dạng không sợ chết vong trần chân nhân nghe xong tiêu vân lời nói sau chậm rãi nhắm mắt lại tiêu vân làm ra lựa chọn chính xác nhất đây cũng là vong trần hy vọng nhất tiêu vân làm ra lựa chọn lúc này vong trần đã không thèm để ý sinh tử của mình hắn thậm chí hy vọng đạo phượng phượng có thể lập tức giết chết hắn hắn vừa chết tiêu vân liền có thể kế thừa linh kiếm phái tại tiêu vân dẫn đầu xuống linh kiếm phái không bao lâu liền sẽ một lần nữa đứng tại đông thần châu đỉnh điểm lời như vậy trong lòng của hắn đã không có tiếc nuối coi như hôm nay thân tử đạo tiêu dưới cửu tuyền hắn cũng có thể thản nhiên đối mặt sư tôn của mình cùng linh kiếm phái liệt vào trường môn tần võ dương cùng tĩnh chân sư thái hai người cũng đều không phải hạng người ham sống sợ chết huống chi hai người tính tình đều không phải là rất tốt dưới mắt bị người chế trụ thành vướng víu trong lòng hai người đã sớm giận không kềm được nghe được tiêu vân lời nói sau tần võ dương dùng hết khí lực toàn thân ha ha cười nói ha 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 tốt nói rất hay tần võ dương lời vừa nói ra được phân nửa liền bị bắt lại hắn thiên tông trưởng lão một thanh bóp lấy cổ. Tần Võ Dương liền một câu cũng nói không nên lời. Tĩnh chân sư Thái đồng dạng cười to nói, Vân Nhi, có ngươi những lời này, vi sư an tâm. Có thể thu ngươi như thế một đứa đồ nhi tốt, là vi sư đời này kiêu ngạo nhất sự tình. Một câu nói xong, tĩnh chân sư Thái lại chủ động dãy dụa lấy đem thân thể xông ra ngoài. Nàng ý đồ lợi dụng tên kia thiên tông trưởng lão kiếm trong tay lau cổ của mình. Cũng may tên thiên tông trưởng lão tay mắt lanh lẹ, bắt lại tĩnh chân sư thái cổ áo lúc này mới không để cho nàng chết thành trọng thiên viêm từ trước đến nay không sợ chết hắn đem hai mắt nhắm lại lời gì cũng không nói một bộ thấy chết không sờn bộ dáng chỉ có thẩm phi hà nước mắt dưng dưng đầy mắt khẩn cầu nhìn xem tiêu vân mặc dù nàng không muốn chết có thể lúc này nàng cũng không dám nói lung tung chỉ có thể là dùng ánh mắt ra hiệu tiêu vân để tiêu vân nhanh đi cứu nàng đáng tiếc tiêu vân chỉ là tại thẩm phi hà trên mặt nhìn lướt qua sau đó liền không ở nhìn nàng đối với thẩm phi hà ánh mắt cầu cứu không nhìn thẳng nhan thanh huệ tính tình từ trước đến nay quá khích đã sớm đối với tiêu vân nghe đạo phượng phượng lời nói cởi quần áo ra có chỗ bất mãn lúc này nghe được tiêu vân lời nói sau nhan thanh huệ lập tức lớn tiếng nói tiêu vân đời ta cho tới bây giờ không có cầu qua người khác trước đó đối với ngươi có thành kiến chỉ vì ta thống hận nam nhân thiên hạ cũng không phải là nhằm vào ngươi ta mặc dù làm qua có lỗi với ngươi sự tình nhưng là cùng tình nhi không quan hệ. Tình nhi đối với ngươi một tấm chân tình. Ta chỉ cầu ngươi một sự kiện, vô luận như thế nào, tìm tới tình nhi, đừng để nàng thụ ủy khuất. Tiêu vân gật đầu đáp ứng nói, nha sư thúc yên tâm, liền xem như thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, ta cũng sẽ đem sư tỷ tìm trở về. Nhan Thanh Huệ nghe xong Tiêu Vân lời nói sau, vui mừng gật gật đầu. Nàng tin tưởng Tiêu Vân nói được thì làm được. Đúng lúc này, Nhan Thanh Huệ trên thân chợt bộc phát ra một cỗ cường đại linh áp trấn hải ngục phát động bắt lấy nàng tên kia thiên tông trưởng lão một cái không có chú ý bị trấn hải ngục chấn ở mặc dù chỉ là trong chốc lát nhan thanh huệ đã thừa dịp cái này thoáng qua tức thì công phu quay người một trưởng đánh vào tên này thiên tông trưởng lão trên ngực nhan thanh huệ tại cùng tiêu vân lúc nói chuyện đem vừa mới ngưng tụ không lâu kim đan phá hủy dựa vào tự hủy kim đan bạo phát đi ra cường đại linh lực nhan thanh huệ thực lực trong nháy mắt thu được tăng lên trên diện rộng nhưng dù cho như thế Nàng vẫn chỉ là cái kim đan cảnh tu sĩ. Một trưởng kia chẳng những không có đả thương nắm lấy nàng Thiên Tông trưởng lão. Ngược lại để tên kia Thiên Tông trưởng lão bị kinh sợ, một kiếm cắt nhan thanh huệ yết hầu. Máu tươi văng khắp nơi. Các loại tên này Thiên Tông trưởng lão lấy lại tinh thần, muốn đang muốn một lần nữa bắt lấy nhan thanh huệ thời điểm. Bỗng nhiên cảm giác hậu tâm tê dần. Một đoàn linh lực chui vào trong thân thể của hắn. Sau đó tên này Thiên Tông trưởng lão thân thể cứng đờ, thẳng tắp hướng phía linh kiếm phái xuống phương rơi xuống dưới là Ôn Bất Phàm 24 cướp chỉ, pha khí thức. Ôn Bất Phàm một cái lắc mình đã đi tới Nhan Thanh Huệ bên người. Hắn đem Nhan Thanh Huệ nắm ở trong ngực một mặt ân cần hỏi, "Thanh Huệ, ngươi tội gì khổ như thế chứ?" Nói chuyện đồng thời, Ôn Bất Phàm ngón trỏ liền chút, thay Nhan Thanh Huệ ngừng vết thương máu. Sau đó lại dùng 24 cướp chỉ giúp nàng phong tỏa ngăn cản kim đan tự hủy đối với kinh mạch sinh ra trùng kích. Nhan Thanh Huệ không để ý đến Ôn Bất Phàm, mà là quay đầu nhìn về phía Tiêu Vân thanh âm hết sức yếu ớt nói, tiêu, tiêu vân, không cần, không nên quên ngươi, chuyện ngươi đáp ứng ta. Nói vừa xong, nhan thanh huệ hai mắt tối sầm, ngất đi. Vong trần chân nhân, tĩnh chân sư thái, tần võ dương ba người nhìn thấy nhan thanh huệ kết quả như vậy, trong lòng vừa đau vừa hận. Tĩnh chân sư thái quát lớn, vân nhi, còn chờ cái gì, giết sạch bọn hắn. Tiêu vân trên người cơ bắp bỗng nhiên căng cứng. Trong lòng của hắn phẫn nộ không chỗ phát tiết, cường đại linh lực từ hắn trong nguyên anh bạo phát ra những linh lực này tất cả đều hóa thành trấn hải ngục thần thông hướng phía bốn phương tám hướng dũng xuất ra ngoài tiêu vân lúc này rốt cuộc cố không hơn được đánh cho một quyền mở miễn cho trăm quyền đến cần quyết đoán mà không quyết đoán tất thụ nó loạn lại nhịn xuống đi còn không biết phải có bao nhiêu ít người chết ở trên thiên tông nhân thủ bên trong trấn hải ngục chỉ là trong một cái hô hấp công phu cũng đã đem tiêu vân chỗ phương viên ngàn mét bao phủ lại đạo hoàn chân dẫn đầu cảm ứng được tiêu vân linh lực ba động sắc mặt hắn cuồng biến nói thầm một tiếng không tốt vội vàng lớn tiếng kêu lên tiêu vân có việc dễ thương lượng để cho chúng ta đi chúng ta tuyệt đối sẽ không lại tổn thương linh kiếm phân ra gì một người mặc dù đạo hoàn chân giọng thành khẩn nhưng là tiêu vân đã bị bọn hắn triệt để chọc giận cũng không còn tin tưởng bọn họ chuyện ma quỷ chỉ có kiếm trong tay mới là chân lý tiêu vân cầm trong tay chảm long kiếm tam tuyệt kiếm thuật kiếm dũng sử xuất chảm long kiếm bộc phát ra bạch quang trói mắt trực tiếp chém về phía đạo phượng phượng đạo phượng phượng nhìn thấy tiêu vân giết tới đây không những không sợ ngược lại lộ ra cực kỳ hưng phấn nàng cười ha ha một tiếng trong tay đột nhiên dùng sức vong trần trưởng môn cái cổ lập tức bị đạo phượng phượng bẻ gãy nàng một tay vung lên vong trần trưởng môn lại đem vong trần xem như vũ khí hướng phía tiêu vân đập tới tiêu vân bởi vì sợ thương tới vong trần trưởng môn nhục thân không dám dùng Trảm long kiếm đón đỡ không có cách nào, hắn chỉ có thể cưỡng ép dừng kiếm thế. Tam tuyệt kiếm, kiếm dũng, giảng chính là một cái chữ dũng. Tiêu vân cái này lùi lại co lại. Nguyên bản dũng mãnh gan dạ tuyệt luân, thẳng tiến không lùi một kiếm, một chút trở nên không có chút nào uy hiếp. Đạo phượng phượng thấy thế thậm chí đắc ý, nàng cười lớn vung lên vong trần trưởng môn trực tiếp đánh tới hướng tiêu vân. Đúng lúc này, tiêu vân trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một cây trường côn màu đen. Hắn đem trường côn cao cao hoành nâng, nên hướng đập tới vong trần chân nhân ngay tại vong trần chân nhân sắp cùng cái kia hắc côn tiếp xúc trong nháy mắt trên cây gậy mặt bỗng nhiên mọc ra thành trên ngàn trăm đầu xúc tu một dạng sợi dễ những sợi dễ này tựa như dây thừng một dạng một mực đem vong trần trưởng môn nhục thân cuốn lấy sau đó thuận vong trần trưởng môn thân thể bò lên trên đạo phượng phượng cánh tay đạo phượng phượng nơi nào thấy qua loại tràng diện này nàng nao nao không đợi kịp phản ứng là thế nào một chuyện cũng cảm giác tự thân linh lực ngay tại nhanh chóng biến mất đợi nàng kịp phản ứng thời điểm. Phệ hồn côn chỗ mở rộng đi ra xúc tu đã đem nàng hơn nửa người cuốn lấy. Hấp lực cường đại từ trên những xúc tu kia mặt truyền đến. Đạo phượng phượng linh lực cuồn cuộn không dứt bị phệ hồn côn hấp thu đi qua. A, à, một tiếng tức giận thét lên. Đạo phượng phượng dài rộng thân thể liều mạng dãy ruộng, xe rách lấy trên người xúc tu. Thế nhưng là không có bất kỳ tác dụng gì. Nàng vừa mới kéo một đầu xúc tu, một đầu khác cũng đã quấn lên nàng đạo phượng phượng muốn thôi động thiên kiếm thần thông đem những xúc tu này chặt đứt còn không chờ nàng linh lực tụ tập liền bị trên người xúc tu hết thảy hấp thu hết muốn tránh thoát chỉ có thể dựa vào lực lượng của thân thể mắt thấy đạo phượng phượng bị phệ hồn côn xúc tu thôn phệ hết âm thanh thật là lớn quát tiêu vân dừng tay đạo hoàn chân chợt quát một tiếng đằng sau lập tức vọt lên ý đồ nghĩ cách cứu viện đạo phượng phượng có thể tiêu vân nơi nào sẽ để hắn đạt được tiêu vân đối với phệ hồn côn phân phó nói đem những người này tất cả đều hút khô. Phệ hồn côn tại tiêu vân trong đầu phát ra khoái hoạt tiếng cười. Ha ha ha, chủ nhân ngươi đối với ta thật tốt. Ăn cơm đi. Theo tiêu vân một tiếng phân phó, phệ hồn côn bỗng nhiên tăng vọt. Nguyên bản chỉ có chừng 2 mét, cổ tay phẩm chất trường côn màu đen bỗng nhiên trở nên vừa to vừa dài, trọn vẹn trưởng thành hơn trăm mét chiều dài. Tại cái kia đen kịt trên thân côn, vô số màu đen sợi dễ mọc ra những sợi dễ này dương nanh múa vuốt hướng phía những cái kia bị tiêu vân dùng chấn hải ngục chấn ở tu sĩ quấn đi qua bọn hắn bởi vì bị tiêu vân chấn hải ngục định trụ không cách nào di động phệ hồn côn rất nhẹ nhàng liền đem bọn hắn trói lại chỉ là trong chốc lát thiên tông đám người tựa như là từng cái bánh trưng một dạng bị trói vững vững chắc chắc ôn bất phàm ôm ấp nhan thanh huệ bởi vì khoảng cách quá gần cũng bị phệ hồn côn trở thành mục tiêu cũng may hắn tu vi cao cường liên tục chặt đứt phệ hồn côn mười mấy đầu xúc tu đằng sau, lúc này mới từ phệ hồn côn phạm vi bao phủ trốn thoát. Ôn bất phàm có thể trốn tới, có thể những cái kia đi theo ôn bất phàm đến linh kiếm phái những cái kia thiên hạ đạo minh các đồng minh lại không có may mắn như vậy. Bọn hắn bị tiêu vân không khác biệt chấn hải ngục khống chế lại. Phệ hồn côn căn bản không quản bọn họ có phải hay không thiên tông người. Trực tiếp trói lại chính là một phen linh lực cướp đoạt. Kêu thảm, tiếng cầu xin tha thứ không ngừng tại linh kiếm cử đi bầu trời vang lên phệ hồn côn đại triển thần uy, Tiêu Vân cũng không có nhàn rỗi. Hắn vẫy tay một cái, chảm long kiếm một lần nữa trở lại trên tay của hắn. Tiêu Vân không nói hai lời, trực tiếp rút kiếm đón nhận ý đồ nghĩ cách cứu viện đạo phượng phượng đạo hoàn chân. Bởi vì chấn hải ngục còn có trước đó bị Tiêu Vân đoạn đi một tay quan hệ, đạo hoàn chân hành động có nhiều bất tiện. Lại thêm kiến thức Tiêu Vân thủ đoạn đằng sau, đạo hoàn chân chưa chiến trước e sợ. Nguyên bản có thể phát ra sẽ mười thành tu vi hắn, hiện tại cũng chỉ là phát huy ra bảy tám phần một cái nén giận xuất thủ, một cái run sợ tâm lắc. Giữa hai người thắng bại có thể nghĩ. Tiêu Vân vẻn vẹn cùng Đạo Hoàn Chân giao thủ ba cái hội hợp. Đạo Hoàn Chân một cái sơ sẩy, liền bị Tiêu Vân nhất kiếm đem một cánh tay khác cũng chém xuống tới. Lần này Đạo Hoàn Chân triệt để biến thành Tiêu Vân phát tiết lửa giận công cụ. Tiêu Vân thu hồi chảm Long kiếm. Nhu thủy toái nham quyền sử xuất. Đạo vẫn thật là giống như là bao cát một dạng bị Tiêu Vân đánh đầy trời bay loạn. Vẻn vẹn nửa phút không đến công phu, đạo hoàn chân đã là máu me khắp người trên thân không có một khối xương là hoàn chỉnh lúc này đạo hoàn chân trong lòng không gì sánh được hối hận hắn không có việc gì tại sao lại muốn tới dính vào linh kiếm phái lần này vũng nước đục hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới làm đứng tại đông thần châu đỉnh điểm hắn có một ngày sẽ luân lạc tới kết cục này nếu như không phải tiêu vân còn muốn từ đạo hoàn chân trong miệng hỏi ra xương xương nội tình đạo hoàn chân lúc này không biết đã sớm chết bao nhiêu lần trải qua tiêu vân một trận phát tiết đằng sau đạo hoàn chân đã là nửa chết nửa sống tiêu vân đem hắn hướng phía phệ hồn côn ném một cái sau đó phân phó nói giao cho ngươi đừng để hắn chết là được phệ hồn côn lập tức huy động mấy đầu sợi dễ đem đạo hoàn chân quấn lấy sau đó tham lam hấp thu trong cơ thể hắn tinh thuần linh lực giải quyết hết đạo hoàn chân tiêu vân đem ánh mắt nhìn về hướng xa xa ôn bất phàm hắn một bên hướng phía ôn bất phàm chậm rãi đi đến một bên lạnh giọng nói ra ngươi đến chúng ta linh kiếm phái làm cái gì Ôn bất phàm mỉm cười, đưa ánh mắt về phía một cái bị phệ hồn côn trói giống bánh trưng một dạng người. Đó là vạn thúy sơn trang trang chủ, công ngọc lương. Hắn ở thiên hạ đạo minh lên án các ngươi linh kiếm phái diệt vạn thúy sơn trang cả nhà, ta chính là vì việc này mà đến. Tiêu vân liền nhìn đều không có nhìn công ngọc lương một chút, mà là đem ánh mắt nhìn về hướng ôn bất phàm trong ngực nhan thanh huệ. Ôn bất phàm mấy lần cứu nhan thanh huệ, tiêu vân đều là để ở trong mắt. Tiêu vân suy đoán, giữa hai người có lẽ có giao tình gì, như là tại tinh hà phái thời điểm tiêu vân cùng ôn bất phàm động thủ nhan thanh huệ cũng không có ngăn cản bởi vậy có thể thấy được coi như giữa hai người có giao tình cũng không phải rất sâu tiêu vân không có đi truy đến cùng ôn bất phàm là thế nào tại tinh hà phái sống sót hắn hiện tại trong đầu chỉ có một việc phàm là dám đánh linh kiếm phái chú ý người hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua hắc thủy cung chính là vết xe đổ chính là bởi vì không có đem hắc thủy cung đánh đau đánh sợ Bọn hắn mới dám tụ tập Thánh Hỏa Tông, Tiêu Diêu Cung, Kim Hồ Sơn đến linh kiếm phái nháo sự. Cũng là bởi vì không có đối với Thánh Hỏa Tông, Tiêu Diêu Cung, Kim Hồ Sơn đuổi tận giết tuyệt. Mới có hôm nay Thiên Tông đánh tới cửa. Nếu là hôm nay còn nhân từ nương tay, nói không chừng mấy ngày nữa Thiên Hạ Đạo Minh lại dẫn một nhóm người tới. Tiêu Vân lời gì cũng không có nhiều lời, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Ôn Bất Phàm trong ngực Nhan Thanh Huệ. Ôn Bất Phàm phi thường thức thời đem Nhan Thanh Huệ đưa cho Tiêu Vân. Tiêu Vân ôm lấy Nhan Thanh Huệ, cúi đầu xem xét. Nhan Thanh Huệ tấm kia nghiêng nước nghiêng thành mặt lúc này đã là trắng bệch như tờ giấy. Trên cổ vết thương cùng yếu ớt hô hấp đang nhắc nhở Tiêu Vân, thương thế của nàng vô cùng nghiêm trọng. Tiêu Vân thần niệm khẽ động. Phệ hồn côn lập tức đưa qua đến mười mấy đầu sợi rễ. Những sợi rễ này lẫn nhau quấn dao, rất nhanh bệnh thành một cái có thể cung cấp người nằm xuống giường lớn. Tiêu Vân đem Nhan Thanh Huệ đặt ở phệ hồn côn bệnh đi ra trên giường đằng sau, chậm rãi rút ra Trảm Long kiếm. Hắn lạnh lùng nhìn Ôn Bất Phàm nói: "Ngươi là đến thay Vạn Thúy Sơn Trang ra mặt." Ôn Bất Phàm trong mắt không hề sợ hãi, hắn nhìn xem Tiêu Vân hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói: "Hôm nay nhìn một trận trò hay." "Tiêu Vân, ta nhớ kỹ ngươi, chúng ta sau này còn gặp lại." Vừa dứt lời, không đợi Tiêu Vân đối với Ôn Bất Phàm xuất thủ, Ôn Bất Phàm thân thể bỗng nhiên hóa thành một bãi bùn nhão tản mát tại trong giữa không trung. Tiêu Vân hơi nhướng mày, lập tức vận dụng Trấn Hải Ngục đem những cái kia bùn nhão rừng ở giữa không trung. Cuối cùng phát hiện chỉ là phổ thông bùn đất đằng sau, Tiêu Vân suy đoán, cái này có thể là hóa thần cao thủ một loại nào đó thần thông. Mặc dù Ôn Bất Phàm hôm nay cũng tới Linh Kiếm phái, nhưng hắn từ đầu đến cuối cũng không có đối với Linh Kiếm phái đám người xuất thủ, ngược lại nhiều lần cứu Nhan Thanh Huệ. Bởi vậy Tiêu Vân cũng không có tìm Ôn Bất Phàm ăn thua đủ ý nghĩ. Tiêu Vân không để ý đến những cái kia ngay tại giữa không trung kêu thảm Thiên Tông, Thiên Hạ Đạo Minh người, mà là lập tức đi vào trọng thiên viêm bên người, thay vong Trần trưởng môn Tần võ dương, tạ kinh phong, tĩnh chân sư thái kiểm tra thương thế. Vong trần trưởng muôn cùng tạ kinh phong hai người hôn mê bất tỉnh. Tần võ dương cùng tĩnh chân sư thái hai người mặc dù đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng là còn không có đã hôn mê. Nhìn thấy tiêu vân đem đạo hoàn chân chế ngự lại đuổi ôn bất phàm, hai người đều là thật dài thở dài một hơi. Linh kiếm phái dưới mắt nguy cơ tạm thời giải trừ. Nguy cơ mặc dù tạm thời giải trừ, nhưng bọn hắn linh kiếm phái cũng đồng dạng tổn thất nặng nề tĩnh chân sư thái nhìn thấy tiêu vân tới vội vàng la lớn vân nhi không cần phải để ý đến chúng ta đi trước nhìn xem trưởng môn không cần tĩnh chân sư thái nhắc nhở tiêu vân cũng biết dưới mắt thụ thương nặng nhất chính là trưởng môn chân nhân tiêu vân để phệ hồn côn đem trưởng môn thả tới trải qua một phen kiểm tra tiêu vân sắc mặt trở nên hết sức khó coi vong trần trưởng môn tình huống so xương xương còn nghiêm trọng hơn xương xương chỉ là nhục thân bị tiêu vân làm hỏng có thể trong nguyên anh anh thần còn tại chỉ cần hào hảo hảo tĩnh dưỡng, coi như không có nhục thân, cũng có thể cùng võ hầu một dạng, lấy nguyên thần trạng thái còn sống. Có thể trưởng môn chân nhân chẳng những nhục thân đã đã mất đi sinh cơ. Hắn lúc trước vì cứu tạ kinh phong, tần võ dương, tĩnh chân sư thái ba người, cưỡng ép tự hủy nguyên anh. Anh thần đã sớm tiêu tán, mà lại nhục thân từng chịu đựng xương xương trọng thương, kinh mạch đứt từng khúc không nói. Còn bị đạo phượng phượng chặt đứt cổ gãy mất sinh cơ. Như vậy tàn phá thân thể. Muốn lần nữa khôi phục sinh cơ, thật sự là khó như lên trời. Chỉ ít trước mắt, Tiêu Vân không biết có cái gì phương pháp có thể cứu sống vong Trần. Tiêu Vân thở thật dài, không nói gì, ngược lại đi kiểm tra tạ kinh phong thương thế. Tĩnh Chân Sư Thái mặc dù từ Tiêu Vân trên mặt biểu lộ liền đã đoán được cái gì, nhưng nàng vẫn là không nhịn được quan tâm nói: "Vân nhi, trưởng môn hắn, thế nào?" Tiêu Vân không đành lòng để Tĩnh Chân Sư Thái thương tâm, nhưng lại không muốn nói láo. Đành phải thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu, cái gì cũng không có về nói. Mặc dù Tiêu Vân không hề nói gì, nhưng là Tĩnh Chân Sư Thái đã hiểu Tiêu Vân ý tứ. Tĩnh Chân Sư Thái hai hàng thanh lệ theo gương mặt chảy xuôi xuống tới, nghẹn ngào khóc giống nói: "Sư huynh." Tần Võ Dương cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, thảm thanh kêu lên: "Sư huynh." Tiêu Vân gặp bọn họ khổ sở như vậy, trong lòng cũng mười phần cảm giác khó chịu, nhưng cũng không biết nên như thế nào an ủi là tốt. Tiêu Vân chỉ có thể im ắng thay tạ kinh phong kiểm tra thân thể. Bởi vì Tạ Kinh Phong một mực ở vào hôn mê trạng thái, trừ bỏ bị xương xương trọng thương bỗng chốc kia, cũng là sẽ không có gì ngoài định mức thường thế. Ngay từ đầu, Tiêu Vân liền đem long huyết tràn vào Tạ Kinh Phong trong miệng. Cũng không biết là long huyết tác dụng, hay là Tạ Kinh Phong tự thân công pháp nguyên nhân. Tạ Kinh Phong nội thương vậy mà so trước đó giảm bớt không ít, hơn nữa còn đang nhanh chóng khôi phục ở trong. Chỉ là chẳng biết tại sao Tạ Kinh Phong tu vi cảnh giới lại tại một ngã lại ngã. Ban đầu Tiêu Vân Cương đuổi tới chiến trường thời điểm. Tiêu Vân có thể cảm nhận được tạ kinh phong thể nội linh lực tràn đầy. Nguyên Anh không được bộc phát ra cường đại linh lực tràn ngập toàn thân. Nhưng hôm nay, tạ kinh phong tu vi đã rơi xuống đến trúc cơ cảnh giới. Hơn nữa còn có tiếp tục hạ xuống xu thế. Xem ra không bao lâu liền muốn rơi xuống đến luyện khí cảnh. Tiêu Vân Cương bước vào tu hành giới thời gian không dài, đối với loại tình huống này cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc hắn chẳng qua là cảm thấy loại trạng thái này tựa hồ có chút quen thuộc nhưng lại nghĩ không ra tại sao phải có loại cảm giác này bất quá tạ kinh phong không có nguy hiểm tính mạng chính là vạn hạnh trong bất hạnh tiêu vân không có suy nghĩ nhiều vội vàng lại đi cho tĩnh chân sư thái kiểm tra thân thể vừa nhìn tiêu vân giật nảy cả mình tĩnh chân sư thái lại vì cái gì cùng tạ kinh phong một dạng nội thương đã có khép lại hiện tượng có thể tu vi ngay tại không được ngã xuống Tĩnh Chân Sư Thái cũng là bị thẩm phi hà cho ăn qua long huyết. Tiêu Vân phỏng đoán, chẳng lẽ là long huyết nguyên nhân. Gặp Tĩnh Chân Sư Thái thần sắc bi thống, lệ rơi đầy mặt. Tiêu Vân cũng không tốt ở thời điểm này hỏi cái này một số chuyện. Biết Tĩnh Chân Sư Thái không có nguy hiểm tính mạng đằng sau, Tiêu Vân lại tới Tần Võ Dương trước người. Hắn vừa đem linh lực thăm dò vào Tần Võ Dương trong thân thể đằng sau liền phát hiện không được bình thường. Tần Võ Dương tu vi hiện tại đang đứng ở luyện khí cảnh do so, tạ kinh phong cùng tĩnh chân sư thái còn muốn thảm thảm hại hơn chính là tần võ dương thương thế trên người không có chút nào khôi phục dấu hiệu thân thể của hắn có thể chống đỡ đến bây giờ đúng là không dễ tiêu vân căn cứ ba người tình huống trong lòng lập tức có phán đoán tạ kinh phong cùng tĩnh chân sư thái đều uống qua long huyết cho nên vết thương trên người có khép lại xu thế mà tần võ dương không có uống qua long huyết tu vi đồng dạng ngay tại rơi xuống nhưng là thương thế nhưng không có khép lại cái này đã nói cảnh giới ngã xuống cùng long huyết không có quan hệ tiêu vân không biết mấy người ăn dương thiên hóa dược hoàn tự nhiên nghĩ không ra là nguyên nhân gì chỉ là hắn biết tu vi ngã xuống cùng long huyết không quan hệ là đủ rồi tiêu vân vội vàng từ trong túi chữ vật lấy ra một bình long huyết giao cho trọng thiên viêm nói cho tần sư bá ăn vào đối với chữa thương có chỗ tốt trọng thiên viêm tiếp nhận long huyết cái gì cũng không hỏi nhiều trực tiếp vịn tần võ dương đem long huyết cho ăn xuống dưới Hắn biết Tiêu Vân tuyệt đối sẽ không hại Tần Võ Dương. Tần Võ Dương đem Long huyết sau khi ăn vào, lập tức cảm giác được một cỗ mênh mông sinh mệnh lực du tẩu toàn thân. Nguyên bản đã giống như nến tàn trong gió thân thể, bỗng nhiên trở nên lại tràn đầy sức sống. Tần Võ Dương đời này cũng chưa từng ăn loại thiên tài địa bảo này, nhưng hắn không kịp hỏi Tiêu Vân cho mình ăn chính là cái gì, mà là tại khôi phục tinh thần đằng sau, trước tiên nói ra, "Tiêu, Tiêu Vân, nhanh đi đi xuống xem một chút ngươi cổ sư thúc." Vô Trần Phong cổ thạch bị Đạo Phượng Phượng bóp gãy ít hầu từ giữa không trung ném đi xuống dưới, Tiêu Vân tận mắt nhìn thấy. Mặc dù biết cổ thạch giữ nhiều lành ít, nhưng Tiêu Vân hay là lập tức phi thân xuống dưới tìm một phen. Rất nhanh, Tiêu Vân liền đã phát hiện cổ thạch thi thể. Nhục thể của hắn đã hoàn toàn tĩnh mịch, nguyên bản nguyên anh kỳ tu vi cũng đã biến mất không thấy. Tại Tiêu Vân xem ra trước mắt bộ thi thể này không hề giống là một ngọn núi thủ tọa, mà chính là một cái người phàm bình thường rất nhanh tiêu vân liền một mình bay trở về linh kiếm cử đi không gặp tiêu vân độc thân trở về tần võ dương liền vội vàng hỏi tiêu vân thế nào tìm tới ngươi cổ sư thúc sao tiêu vân không muốn nói láo sắc mặt nặng nề gật đầu thế nào ngươi cổ sư thúc hắn thế nào tần võ dương vội vàng hỏi tiêu vân thở thật dài một cái sau đó khẽ lắc đầu tần võ dương minh bạch tiêu vân ý tứ hắn mắt nhắm lại đem đầu hướng lên lời gì cũng không có lại nói trong vòng một ngày để hắn đã mất đi sư huynh sư đệ hai cái người thân mật tần võ dương trong lòng bi thống không lời nào có thể diễn tả được hắn cũng không khống chế mình được nữa nước mắt không được theo gò má chảy xuống nhìn thấy tần võ dương cái dạng này tiêu vân cảm động lây đối với thiên tông người tiêu vân trở nên càng thêm thống hận thân hình hắn lóe lên đã đi tới phệ hồn thân côn bên cạnh tiêu vân đưa tay nắm chặt phệ hồn côn liền nghe đến phệ hồn côn sung sướng thanh âm tại trong đầu hắn vang lên a à, thật tốt nhiều như vậy linh lực thực sự quá tuyệt vời rất thư thái phệ hồn côn chính thật cao hứng hấp thụ thiên tông đám người linh lực đâu bỗng nhiên cảm giác được một cỗ cường đại hấp lực từ tiêu vân trong lòng bàn tay chuyển đến không đợi phệ hồn côn có phản ứng cỗ hấp lực kia liền tựa như cá voi hút nước bình thường đưa nó vừa mới góp nhặt linh lực tất cả đều hút tới phệ hồn côn kinh hãi vội vàng hét lớn chủ chủ nhân, ngươi làm gì? Tiêu Vân dùng hành động trả lời phệ hồn côn vấn đề. Trong cơ thể hắn hỗn nguyên vô cực công bị thôi động đến cực hạn. Linh lực liên tục không ngừng từ phệ hồn trên côn hấp thu tiến thân thể ở trong. Dĩ vãng, Tiêu Vân xưa nay không dùng hỗn nguyên vô cực công đến đại lượng hấp thu người khác linh lực. Bởi vì hỗn nguyên vô cực công khúc dạo đầu giảng. Cái này hỗn nguyên vô cực công là tổn hại thiên hạ mà lợi một thân công phu. Tiêu Vân mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng bình thường cũng là cực kỳ khắc chế. Hắn chỉ là dùng nó đến đối địch, có thể là hóa giải đối pháp đánh ra tới pháp thuật. Ngẫu nhiên dùng để hấp thụ linh lực cũng đều là bất đắc dĩ. Tiêu Vân vì cái gì không cần Hỗn Nguyên Vô Cực công tăng cao tu vi. Đến một lần, Tiêu Vân bản thân tốc độ tu luyện liền thật nhanh. Không cần dựa vào hấp thu người khác linh lực tới tu luyện. Thứ hai, Tiêu Vân cảm thấy dùng loại phương pháp này tới tu luyện, từ đầu đến cuối không phải chính đạo cái kia phụng thiên dạy một chút chủ vẻn vẹn chỉ là người trúc cơ tu sĩ tự sáng tạo đi ra công pháp chưa hẳn không có thiếu hụt dùng loại phương pháp này tu luyện luôn cảm thấy không nỡ như là hôm nay tiêu vân đã triệt để bị thiên tông những người này cho chọc giận hắn không lo được nhiều như vậy chỉ cần có thể nhanh chóng tăng thực lực lên quản hắn có cái gì thiếu hụt hắn muốn cho những ngày này tông người một cái trung thân dạy dỗ khó quên tiêu vân lấy phệ hồn côn làm môi giới toàn lực thôi động hỗn nguyên vô cực công bắt đầu điên cuồng cướp đoạt phệ hồn côn còn có nó kết nối một đám tu sĩ linh lực trong cơ thể. Cứ việc phệ hồn côn trong đầu không được cầu xin tha thứ, cầu khẩn để Tiêu Vân dừng tay. Có thể Tiêu Vân lại là không thèm để ý. Phệ hồn côn mang theo tiếng khóc nức nở cầu khẩn nói: "Chủ nhân, đây là ta ta tân tân khổ khổ hấp thu chất dinh dưỡng, ngươi không có khả năng cùng ta đoạt." "Chủ nhân, không cần à, những linh lực này cho ta, ta liền có thể tiến hành lần thứ hai thuế biến." "Ô ô ô, chủ nhân đừng hút, đủ, chừa chút cho ta. Vô luận phệ hồn côn như thế nào cầu khẩn, đều không có bất cứ tác dụng gì. Phệ hồn côn bất đắc dĩ, đem miệng một hất lên, thở phì phò nói. Tốt, ưa thích cùng ta đoạt đúng không? Ta nhìn ngươi có thể hút bao nhiêu? Cho ăn bể bụng ngươi. Phệ hồn côn nói xong, lập tức tăng lớn cường độ hấp thu những cái kia bị hắn trói lại tu sĩ linh lực. Linh kiếm cử đi chống không tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Những cái kia bị phệ hồn côn trói lại tu sĩ, sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến trắng xanh. Thân thể của bọn hắn cũng càng ngày càng suy yếu. Rộng lượng linh lực từ trong thân thể bọn họ bị rút đi. Liên tục không ngừng hướng phệ hồn côn hội tụ. Không chỉ như thế, liền ngay cả bọn hắn nhục thân cũng bắt đầu dần dần già đi. Nguyên bản thịnh vượng sinh mệnh lực, tất cả đều bị phệ hồn côn xem như chất dinh dưỡng hấp thu hết. Đem mấy trăm vị nguyên anh, tu sĩ kim đan linh lực hội tụ đến trên người một người. Ở trong này linh lực số lượng chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Có thể tiêu vân thân thể tựa như là động không đáy một dạng. Liền xem như như vậy rộng lượng linh lực, cũng không thấy tiêu vân biểu hiện ra cái gì khó chịu, muốn dừng lại ý tứ. Liền liền thân thành tiên thiên huyền mộc côn phệ hồn côn đều có chút mộng. Cái này, đây thật là tu sĩ nhân loại có thể tiếp nhận linh lực số lượng sao.